SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ngôi sao một thời của bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda dự kiến sẽ có mặt tại Campuchia vào ngày 29 tháng 11 và sẽ cùng với đội tuyển nước này tham dự AFF Cup 2020. Hiện tại, Honda là huấn luyện viên của đội tuyển Campuchia nhưng vẫn chưa giã từ sự nghiệp thi đấu và đang chơi cho câu lạc bộ Suduva thuộc giải vô địch quốc gia Litva. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Campuchia đăng ký huấn luyện viên Ryu Hirose dẫn dắt đội tuyển ở AFF Cup 2020. Nhưng với sự trở lại của huấn luyện viên Honda, tuyển Campuchia có thể có đồng huấn luyện viên trưởng trên danh nghĩa. Ở AFF Cup 2018, Honda cũng là huấn luyện viên của đội tuyển Campuchia nhưng lại chỉ đạo qua đường online. Họ cũng chỉ có một chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Lào. Với sự dẫn dắt trực tiếp của một người giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Honda, có thể đội tuyển Campuchia sẽ thi đấu tốt hơn ở giải đấu năm nay. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.